Rồi, chào mừng anh chị em đã quay trở lại với series cập nhật tin tức cũng như là điểm nhanh qua các sự kiện quan trọng diễn ra hàng ngày. À, và như thường lệ thôi, mình sẽ điểm nhanh qua các sự kiện đã diễn ra ngày hôm qua cũng như là 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 là, là, là à, phân tích một số cái dữ liệu quan trọng để cho mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường ha. Rồi, chắc chắn chủ đề chính mà chúng ta sẽ nói đến ngày hôm nay chính là về cổ phiếu của MVDA. Như mọi người có thể thấy là cổ phiếu của MVDA đã giảm 7% ngoài phim sau khi công ty này công công, công bố báo cáo thu nhập. Yeah, chúng ta cùng sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao cổ phiếu này nó lại giảm mạnh đến như vậy nha. Uh, thì đây là cái bài phân tích của ATB về cái báo cáo doanh thu của MVD ngày hôm qua. Thì nhìn chung sơ qua cái số liệu tài chính của MVD khá là mạnh mẽ và khá là tích cực. Doanh thu này, thu nhập trên mỗi cổ phiếu này, thu nhập ròng này, hay là biên lợi nhuận gộp này, tất cả các số liệu này đều cao hơn dự kiến của các nhà phân tích. Không những vậy mà công ty còn đưa ra được các uh, các số liệu dự kiến trong quý sắp tới, cụ thể là quý 3 năm 2024 đều cao hơn dự kiến của các nhà phân tích. Vậy thì với cái báo cáo doanh thu mạnh mẽ đến như vậy thì lý do gì mà khiến cho cổ phiếu công ty lại giảm mạnh trong phiên ngày hôm qua? Hả? rất là kỳ lạ. Thì uh, nguyên nhân chính để giải thích cho cái vấn đề này có thể là do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư vào khi mà cổ phiếu của NVDA đã có một bước tăng rất là mạnh mẽ. Nhưng mà mọi người biết tính từ cái đợt đầu tháng 8, từ cái đợt mà cổ phiếu NVDA uh, giảm mạnh từ vào đầu tháng 8 đến thời điểm hiện tại á thì cổ phiếu NVDA đã tăng gần 30% à gần 40% so với cái 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 mức đáy của đầu tháng 8. Một con số cực kỳ lớn. Thì với mức tăng mạnh như vậy, cũng như là định giá hiện tại của NVDA khá là cao thì có thể là rất nhiều nhà đầu tư ngắn hạn người ta đã chốt lời bớt cổ phiếu của NVDA để họ chờ đợi thêm một mức giá tốt hơn để họ vào vào nắm giữ lâu dài. Uh, chứ thực tế thì chúng ta không thấy một cái dữ liệu cũng như là một cái nguyên nhân cụ thể nào mà khiến cho cổ phiếu Nvidia sụt giảm ngày hôm qua bởi vì là Nvidia đã cho thấy được bộ mặt rất là tích cực này về các số liệu tài chính rất là tốt này uh, về cái uh, cái cái triển vọng trong tương lai cũng khá là lạc quan uh, và nhu cầu đối với chip của ai của, nhu cầu đối với chip của Nvidia cũng rất đã, đang rất là mạnh vậy thì chả có lý do gì mà khiến cho cổ phiếu lại giảm mạnh như vậy đúng không vậy thì chỉ có một, một nguyên nhân duy nhất đó chính là hoạt động chốt lời của nhà đầu tư thôi tại tại vì hiện tại định giá của Nvidia đang rất là cao cho nên là nhà đầu tư đã chốt lời bớt và chuyển qua một cái 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 danh mục đầu tư khác hoặc là muốn tái tái cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình và chờ đợi một mức giá hợp lý hơn rồi đó là về Nvidia ngày hôm qua mà giảm mạnh đến như vậy và cái việc giảm của Nvidia cũng đã khiến cho chỉ số ở ờ, 100 là NASDAQ 100 á, giảm mạnh giảm tới 1,8 phần trong phiên ngày hôm qua thì đúng như dự kiến Nvidia sự biến động của Nvidia nó sẽ mang đến những tác động rất lớn lên thị trường chứng khoán Mỹ và cụ thể đây là chỉ số của nó đá 100 ngày hôm qua đã giảm rất là mạnh đó, như mọi người đã thấy đây là báo cáo tài chính của Nvidia nhé rồi. rồi chúng ta còn một cái tin tức nữa mà mọi người cần lưu ý tới đó chính là quỹ Hathaway của Warren Buffett tiếp tục bán tháo cổ phiếu của ngân hàng Bank of America. Hathaway đã bán ra hơn 129 triệu cổ phiếu của Bank of America. Con số này tương đương với lại 3 tỷ đô, một con số cực kỳ lớn. Và cái lượng tiền mặt hiện tại mà Buffett đang nắm giữ lên tới gần 280 tỷ đô, một số cực kỳ lớn nha. Mọi người có thể thấy là vốn hóa thị trường của Netflix nó chỉ tầm 200, hơn 200 tỷ đô thôi. Và cái lượng tiền mặt ông này đang nắm giữ lên đến 280 tỷ đô. Thì mọi người nghĩ là ông thấy có là với số lượng tiền mặt lớn như vậy ông có thể làm bất cứ điều gì ở thị trường này mà chúng ta không biết là ông Buffett ông đang nghĩ gì cũng như là động thái trong thời gian tới của ông sẽ là như thế nào có thể là ông chốt lời bớt khi mà các cổ phiếu này đã tăng đã có một mức tăng rất là mạnh mẽ hoặc có thể là ông nhận thấy một cơ hội đầu tư đầu tư nào đó mà có thể đem lại cái lợi nhuận lớn hơn chồng cho nên ông giữ tiền mặt để ông chờ đợi thời cơ đó đến với ông là ông sẽ xử lý Rồi và cái việc này không phải là mới xuất hiện gần đây. Uh, Hathaway đã liên tục bán tháo ra trong các quý 2 vừa rồi và đặc biệt đó chính là cái mức bán tháo số lượng cổ phiếu của liên quan đến Apple bán rất bán một số lượng rất là lớn. Và bây giờ đến là ngân và bây giờ là Hathaway tiếp tục bán tháo ra cổ phiếu của ngân hàng Bank of America. Và động thái này chúng ta cần phải quan tâm xem là trong những thời gian tiếp theo là 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 là, là, là cái quỹ này nó sẽ hành động như thế nào nha. Rồi và đó là hai sự kiện quan trọng trong ngày hôm qua mà mọi người mà mình muốn chia sẻ với mọi người thì chúng ta điểm nhanh qua coi là hôm nay sẽ có cái số liệu kinh tế nào quan trọng hay không ha rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai dữ liệu quan trọng thứ nhất đó chính là dữ liệu GDP của Hoa Kỳ và dữ liệu trợ cấp tốt nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ được công bố vào lúc 19 và 30 ngày tối hôm nay à, hiện tại hai dữ liệu này sẽ có ảnh hưởng rất là mạnh cũng như là rất là quan trọng đối với thị trường tại vì sao mình lại nói như vậy thì như mọi người biết là trong cuộc họp, trong hội nghị Jackson Hole vừa qua thì Chủ tịch Fed đã nói rằng là uh, ông không muốn tiếp tục chứng kiến thị trường lao động hạ nhịp nữa. Và ông sẽ làm mọi cách để thị trường lao động mạnh mẽ trở lại. Vậy thì từ giờ cho đến tháng 9 các số liệu liên quan đến thị trường lao động cũng như là việc làm nó sẽ có ảnh hưởng rất là quan trọng đến quyết định chính sách của Fed vào tháng 9 sắp tới đây. Và tối hôm nay chúng ta sẽ nhận được một tin tức cực kỳ quan trọng đó chính là đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp. Nếu như số liệu này cao hơn dự kiến thì điều đó chứng tỏ là thị trường lao động của Mỹ đang tiếp tục cho thấy là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao này, số lượng người mất việc làm tăng lên này và Fed sẽ không muốn điều đó. Và nếu như dữ liệu cao dự kiến thì bắt buộc Fed phải hành động ngay tại cuộc họp sắp tới bằng việc là cắt giảm lãi suất với mức mức một mức quy mô là lớn hơn, lớn hơn so với lại lại lại, lại các dự kiến của thị trường và hiện tại thì có nhiều dự đoán cho rằng là Fed sẽ cắt giảm lãi suất lên tới 50 điểm cơ bản, ok, còn 25 điểm cơ bản thì tỷ lệ là khá là cao. nhưng uh, chúng ta sẽ chờ xem tối nay coi là là cái dữ liệu cho các thí nghiệm này nó có 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 tích cực hay không, hay là nó sẽ suy yếu so so với dự kiến để mình uh, mà mình <laughs> mình phán đoán trong cái uh, uh, xu hướng tiếp theo. rồi bên cạnh đó chúng ta sẽ có dữ liệu GDP nữa, một trong một dữ liệu rất quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ thì uh, nếu như GDP cho thấy cái sự nếu như GDP công bố yếu yếu hơn dự kiến thì điều đó có nghĩa là nền kinh tế Mỹ đang có những cái vấn đề cũng như đang có đang có những cái khó khăn và bắt buộc phải phải hành động thôi. Không hành động là sẽ mụn mà. Đó cho nên là 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 hai dữ liệu này rất là quan trọng nha mọi người. Ở bên cạnh đó chúng ta sẽ có chỉ số ờ uh, BC cốt lõi này, hay là chỉ số tiêu dùng này. Rồi chúng ta sẽ có danh, uh, danh số bán nhà bán này, Danh số nhà chờ bán này. Thì uh, hôm nay sẽ có rất nhiều dữ liệu nhiều được công bố cho nên là thị trường nó sẽ xảy ra một số biến động mạnh cho nên là mọi người cần lưu ý nhé Và trong khoảng khung thời gian là tầm 19h30 hoặc là, là, là 21 giờ này mọi người cần, cần lưu ý tới Rồi, đó là tất cả những cái sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay uh, Ok, chắc là cũng đầy đủ hết rồi um, um, Tối nay mọi người nên cẩn thận nhé tại vì là sẽ có rất nhiều tin quan trọng được công bố Rồi, chắc là mình xin kết thúc uh, buổi lan ngày hôm nay uh, Uh, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe rồi xin cảm ơn